Mai, Mai ơi. Con đây, con đang sắc thuốc cho bố. Đã mấy ngày bố nó buồn ăn, người bố rộc đi, mặt mũi bố xanh xao. Bố, bố cố ăn tí cháo để con uống thuốc. Mai à, đã mấy ngày con đã bỏ học chỉ vì bố bệnh tật ốm đau. Thua bạn kém bè biết phải làm sao. Giá như bố được chết đi cho mẹ con đỡ khổ. Bố, sao bố nói thế? Bố là điểm tựa, niềm tin của mẹ con. Nếu bố có điều chi thì chúng con làm sao sống nổi. Mày... Bố, thương mẹ con tháng ấy vất vả, phải lo toan cho cả gia đình. Đang bài chờ bên sông chiều cả tung cửa biển, ruộng thang cho chồng cơm chào để nhường con bò hồng làm thêm đỡ đắng bệnh tật ốm đau trong đường cung cực. Thương con thơ bỏ học mà đi làm, thương người vợ chạy quanh tháng giêng mua chạm hạt. Trách trời không cha giảng cho tôi được yên bề, sống làm khổ vợ con, ta chết đi cho rảnh nợ. Bố, rồi con sẽ làm thêm thuộc thang cho bố, nuôi các em con ăn học. Thôi, bố vào ăn cháo rồi uống thuốc. Mẹ con đi chợ cũng sắp về rồi bố ạ. Chú Sinh có Hồng có ở nhà không? Mai. Dạ. Hình như nhà ta có khách đấy con ạ. Dạ. Dạ, cháu cho bà. Ừ. Cháu mời bà qua nha. Ừ. Đây là... Dạ, thưa bác, đây là bố cháu ạ. Trời ơi chú Sinh, sao lại ốm yếu thế này hả chú? Trời ơi, còn nhớ tên của chị nữa không? Chị là... À, chị là chị Mít. Con nhà bác Cam có phải không? Ừ, đúng rồi. Chú vẫn nhớ đúng tên cúng cơm của chị đó. Nhưng bây giờ chị là Mộng Đài, cả làng cả xã ai cũng biết tên chị. À, chị đổi tên Mộng Đài rồi à? Tối đây là con Mít ngày xưa nắng mưa nắng mò tôm bắt cá bán mua kiếm lời. Nhưng giờ tôi đã đổi đời, tôi đi là đi xuất ngoại kiếm tiền mà như chơi. Nghe chú đang bệnh tật, tôi lật đật sang đây gọi cô ít lòng nhiều món qua đây biểu chú món qua đây biểu chú. Kìa chị, nhưng mà tôi không dám nhận của chị đâu. Kìa chú, dẫu gì thì tôi với chú cũng là họ hàng xa, một giọt máu đào hơn ao nước lạ mà. Biết là vậy, nhưng tôi biết lấy gì để trả ơn chị đây? Trời ơi, khổ thế là khổ. Xin phép bác, bố cháu vào trong nghỉ ạ. À. Ừ, thôi, chú vào nghỉ đi, nhá. Ừ, xin phép. Ôi đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, sống thế này mà gọi là sống hả trời? Dạ, bác nói sao ạ? À? À không, không. Ơ, chứ mẹ cháu đi đâu sao không thấy rồi nhá? Dạ, mẹ cháu đi chờ bác ạ. À. Mai! Dạ. Mai ơi. Dạ. Giúp mẹ một tay con. Dạ, xin phép bác. Dạ, mẹ đi chờ về ạ. Hồng đấy ư? Dạ. Trời ơi, già cả thế này ư? Vất vả lắm phải không em? Trăm công ngàn việc đổ trên đầu, đói cơm rách áo thì lấy chi mà trẻ hả chị? Trời ơi, tội nghiệp quá. Thôi, ngồi đây rồi chị nói với này, nhá. Ngồi đấy. Này, có muốn đổi đời không? Đổi đời? Ừ. Chị nói sao em không hiểu ạ? Này, nhá. Đi xuất ngoại? Ừ, Australia, miền đất hứa. Australia ư? Đúng rồi. Miền đất hứa ư? Ừ.
muốn được đôi đời phải vừa trung khăn. Cố gắng đôi đời sang miền làm miền đất hứa, làm ăn thật dễ mà kiếm tiền có thời cơ là phải đi liền. Ôi miền đất hứa thanh thang đón chào, cuối nẻo đường kia cuộc sống sang giàu. Sang đến đó cuộc sống sẽ sang giàu ư? Ừ. Sang đến đó sẽ đổi đời ư? Đúng rồi. Trời ơi, tôi đang mơ, tôi đang mơ hay là thực đây? Này 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 này, muốn có thực á thì phải biết mơ. Giàu sang không trao cho người hèn nhát. Mà này, có chí làm quan, có gan làm giàu. Nhưng mà hoàn cảnh nhà em chỉ biết ôi đó. Ôi trời ơi, kiếm đâu ra tiền mà đi? Nghe bảo phải mất mấy trăm triệu đấy chị ạ. À. Trời ơi, em không biết đó thôi. Mẹ của cô á còn có miếng đất Hương Hòa, chỉ mượn cái sổ đỏ thế là xong. Sang bên đó một năm á là cô sẽ đổi đời, sau đó về chăm chồng nuôi con cùng chứ muốn nhá. Nhưng mà còn chồng em. Trời ơi, cô cứ ngồi đó mà chờ chồng con chết dần chết mòn hay sao? Mà này, thương cô á thì tôi mới nói nhá. Thôi cố mà đổi đời đi em ạ, à, khổ lắm nhá. À đây, em cầm ít tiền mà lo cho chồng cho con. Chứ trời ơi, sống thế này thì khổ lắm nhá. Đây, em cầm nhá, chị về nhá. Có gì rồi là gọi điện cho chị nhá. Vâng. Đây. Số điện thoại của chị đây nhá. Có gì em gọi điện cho chị nhá. Chị chờ em nhá. Cố đổi đời đi em, tội lắm, thương lắm nhá. Chị về đây. Ừ nhá. Chào chị ạ. Ừ. Mình ơi, tôi đứng trong nhà đã nghe rõ chuyện. Chỉ vì hoàn cảnh nhà ta khiến mình muốn ra đi. Nhưng tôi xin mình hãy phải nghĩ suy, đừng vội bỏ chồng con mà ra đi tìm miền đất. Mấy chục năm qua nghĩa chồng tình vợ, đắp đồi đòi nó quạt nông ấp lành, nắng hạ mưa đông nương nửa tình nhớ. Mình ơi, nghĩ mà thương em gian khó chất chồng, chồng bệnh tật ốm đau cả con còn thơ dại. Giờ em bỏ ra đi biết khi nào trở lại, bố con anh biết phải làm sao. Chưa bước chân đi mà lệ đã ứa trao, em biết chọn con đường nào để sống. Nếu phải ra đi thì bố con anh phải khổ, nhưng nếu cứ ở nhà thì đời ta sẽ ra sao. Kiếm mình ơi, mẹ không đi mày đâu. Mày, mẹ không đi đâu cả. Dù có khó khăn vất vả nhường nào, con sẽ bỏ học, con sẽ làm thêm kiếm tiền giúp mẹ. Mẹ ơi, con xin mẹ đừng đi. Mẹ đừng đi, xin mẹ đừng đi. Khi cả con thơ dài, bố bệnh tật ốm đau, con biết phải làm sao. Một mai đây nơi chân trời góc về, tối lửa tắt đèn rồi nắng hạ mưa đông. Bố đau con làm sao chạy chữa mà nỡ đành. Thương con thì mẹ ơi nghĩ lại,
Mình Hồng ơi. Mai ơi, con ở nhà chăm bố thương em. Mẹ không bỏ bố con đâu, mà mẹ phải ra đi. Mà mẹ phải ra đi để tìm sự sống cho cả nhà. Chân trời vẫn mong. Hồng ơi, vậy là đã mấy tháng trời em ra đi tìm miền đất hứa. Bố con anh ở nhà vò vó chờ mong. Khi ngọn triều lên con sóng xoáy lòng, màn đêm chuông chót thương dòng lệ. Thương con trẻ khóc gào gọi mẹ, đòi bố phải tìm mẹ về cho con. Hồng ơi, nghĩ mà lòng già heo ở hòn. Tiếng kêu là thương con trẻ vọng vào đêm mịt mùng. Ở nơi xa con sóng muôn trùng. Hồng ơi, nơi xa con sóng muôn trùng. Em đi là trong tuyệt vọng để kiếm tìm sự sống. Em ơi, thương em thân gái dằm ở trường. Hồng ơi, Hồng ơi, sao sóng to quá, sóng dữ thế này. Hồng ơi, em ở đâu hãy về với bố con anh đi Hồng ơi. Anh Trinh ơi, cứu em! Cả con ơi, cứu mẹ! Trời ơi, xuống gầm tàu ngay, lộ hết bây giờ, tỉnh làm rồi cho cả bà. Cô Trinh ông, tôi van ông, tôi lại ông, ông tha cho tôi được về với chồng con tôi. Chồng tôi đau yếu, tôi không cần tiền, cô Trinh ông. Trời ơi, im ông, xuống gầm tàu ngay, lộ hết bây giờ. Ông ơi, ông ơi, tôi về đi. Liệu sao bên đấy có kiếm được nhiều tiền không hả ông? Trời ơi, cái lũ này nói mãi không ê. Sáng đó là biển đất hứa, các người sẽ tự do hoàn toàn. Trời ơi, nói rồi, đã lên con tàu này là một đi không trở lại. Trời ơi, chúng ta sẽ trở lại. Đi, có khi một túi tiền ra đây căng. Chúng ta thế này thì chúng ta làm sao mà sống được? Ông cho chúng ta về đi ông ơi. Thôi, xuống gần tàu mày. Con tàu Ma Quốc tịch Việt Nam đã vi phạm lãnh hải của nước Sở Tại, yêu cầu chủ tàu để cơ quan chấp pháp kiểm tra giấy tờ. Giấy tờ đâu? Ông giấy tờ đâu? Giấy tờ đây. Giấy tờ cái gì nữa? Lên tàu đi.
đã gọi là đi chuối là lấy kia mà giấy tờ. Trời ơi, cầm tàu ngay. Trời ơi, con tàu không mà giấy tờ, yêu cầu hãy cho tàu vào bờ. Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ơi, Hồng ơi. Kìa bố, bố ơi, bố làm sao thế này? Bố tỉnh lại đi bố ơi. Bố tỉnh lại đi bố. Bố ơi, có ai không? Có ai không cứu bố cháu? Có ai không cứu bố cháu với? Kìa bố, bố ơi, bố tỉnh lại đi bố ơi. Mai ơi. Bố. Mai. Chú Thành. Ơ kìa Mai. Chú Thành ơi, bố cháu mất tỉnh rồi chú à. Ơ kìa. Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố. Tỉnh dậy đi anh Trinh. Thế mẹ cháu đi đâu hả Mai? Dạ mẹ cháu. Bố. Mẹ cháu đi đâu mà để bố cháu như thế này? Dạ mẹ cháu theo đoàn người sang ngốc với chú à. Trời ơi là có chuyện như thế này sao? Bố tỉnh lại đi bố. Mai này, mạch của bố cháu yếu quá rồi, phải gọi cấp cứu ngay thôi cháu ạ. Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố. Alo, alo, 115 để phải không ạ? Để bắt cháu nhường em. Bố, bố mệt lắm, nuốt không trôi con à. Bố, ngày mẹ trở về chắc bố không còn nữa. Cứ nghĩ đến đây là lòng dạ bố như ai cửa ai vỏ. Mai ơi, nay bố kiệt sức rồi, như đèn là đèn trước gió, lắc lay tỏ mơ, thương cảm con thơ trẻ dài khờ. Mai, các con thơ trẻ dài khờ, mồ côi cha cha mẹ, sống vật vờ, biết tựa vào ai tương lai. Tâm tôi mịt mờ. Mày, bố không sao đâu. Bố phải chờ mẹ về. Bố đừng để chúng con phải vơ vơ bố nhá. Bố. Mày. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ở đâu? Mẹ hãy về với bố con. Mẹ ơi. Sao đời mẹ khổ thế? Chồng yếu con thơ đè nặng hai vai. Mẹ đất ruột ra đi để tìm tương lai. Mẹ bảo đi đến cuối con đường kia thì đời sẽ đổi.
trở về liệu có con cho nữa, các con sẽ bơ vơ mỗi đứa một nơi. Mai con bố, tội nghiệp con tôi. Mẹ hãy về đây, cha đã kiệt sức rồi, trong bệnh tật miên man cha gọi thầm tên mẹ, nước mắt chảy vào trong khi em con đòi mẹ. Cha hứa ngày mai mẹ sẽ trở về đây, mẹ có hay chăng cha đêm từng ngày, giờ mẹ ở nơi đâu không một lời nhắn gửi, để cả con thơ phải sống trong buồn tủi. Cha đời chờ trong tuyệt vọng Mai. Mẹ Mai con. Bố. Có ai ở nhà không? Mai ơi. Mai. Chú Thành. Ở kìa. Chào anh Sinh. Bố có đỡ không hả cháu? Chú Thành ơi, bố cháu không chịu ăn uống gì cả, cứ lẩm ba lẩm bẩm gọi tên mẹ Hồng chú ạ. Kìa anh Sinh, nếu còn thương vợ thương con thì anh phải cố gắng ăn cho lại sức. À, hôm nay em sang em có mua thêm một ít sữa và thuốc, anh cầm lấy để dùng thêm. Anh phải cố gắng sống để con chơi chị Hồng về nữa chứ. Cảm ơn chú tốt với gia đình nhà tôi quá. Kìa anh, sao anh lại nói thế? Chỗ anh em cả. Mà hơn nữa, đây là địa bàn công tác của bọn em mà anh. Mà em cũng không hiểu tại sao anh lại để cho chị Hồng đi như thế đấy anh ạ. Thì tôi và mấy đứa nhỏ có muốn cho mẹ nó đi đâu, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, chú thấy đấy. Thôi, anh đừng buồn nữa. Biết bao nhiêu gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kể cả những gia đình giàu có, họ đều nghe theo lời xúi bẩy của bọn lừa đảo, bỏ chồng, bỏ con, bỏ nhà cửa quê hương mà ra đi tìm miền đất hứa. Họ có biết đâu đó là một hành động vượt biên trái phép, mà ở bên kia không có chỗ cho họ nương thân đâu anh ạ. Thôi, anh cũng đừng tự dằn vặt mình nữa, rồi chị Hồng sẽ về với bố con anh thôi. À anh này, đơn vị em có quyên góp được một ít tiền, anh cầm lấy để lo thuốc thang cơm cháo. Và bọn em cũng đang vận động bà con giúp đỡ để cháu Mai trở lại trường đấy anh ạ. Cảm ơn, cảm ơn chú nhiều lắm. Có gì đâu, anh cảm đừng nói thế. Cảm ơn chú Thành. Mai, chú Thành này, đã mấy tháng trời mẹ mấy đứa nhỏ vẫn bặt vô âm tín. Tôi sợ nơi chân trời góc bể, liệu mẹ nó có mệnh hệ gì thì bố con tôi biết phải làm sao. Bố, sao bố nói thế? Bố mà cứ như thế thì chúng con biết sống như thế nào hả bố? Đấy, anh thấy chưa, cháu Mai nó nói đúng đấy. Lúc này anh phải vững vàng hơn bao giờ hết, để rồi còn làm niềm tin, chỗ dựa cho con trẻ nữa chứ. Không kịp nữa rồi chú Thành ơi. Mai, tôi đã kiệt sức tàn ơi. Kìa anh Sinh, mấy đứa nhỏ tôi cậy nhờ ở chú. Kìa anh đừng nói thế. Hồng ơi, nếu ngày em có trở về thì xin em, thì xin em hãy lượng thứ cho anh. Bố. Thôi, thôi đưa bố vào nhà nghỉ đi cháu ạ. Anh vào nhà nghỉ đi anh. Chị Hồng về đó rồi anh ạ. Mẹ Hồng về rồi bố ơi. Chị Hồng về thật rồi anh ạ. Mẹ Hồng về thật rồi bố ơi. Mẹ, mày con. Mình về thật đó rồi. Mình về thật đó rồi. Cây nhớ cội
huống chi ngươi, tội lắm ngươi ơi. Cội nguồn gốc rễ bao đời, dù có xa xôi góc biển, chân trời vẫn mong. Mẹ ơi! Mình về đây thật rồi ư? Mình ơi, em về thật rồi đây. Em vừa trải qua những tháng ngày khủng khiếp, nhưng tưởng đi đến cuối con đường kia thì sẽ thay đời đổi kiếp. Ngờ đâu gió dập sóng vui. Bình ơi, em trở về đây, hai bàn tay trắng, khôn dài một lần chiều trắng dần cay đắng. Em trở về đây mang nặng nỗi xót nỡ xa. Kỳ mình ơi, chân bước đi xa mà lòng già ở nhà, mơ một ngày mai cả gia đình nó ấm. Nhưng có ngờ đâu chỉ là ảo tưởng, khi hiểu ra rồi thì đã muộn. Mình ơi, bởi em quả tin vào chỉ mộng đây và lời hứa đến miền đất hứa. Đi đến cuối con đường thì em mới rõ, chỉ là sự dối lừa tất cả bằng không. Mình về là tốt rồi, tốt lắm rồi. Rồi ta sẽ tìm con mộng đài tinh sổ với nó. Mình anh Sinh à, có những kẻ chuyến đi lừa đảo kiếm tiền, khi kiếm được rồi thì lại biến đi chỗ khác. Có những người mắc lừa vượt biên trái phép đều có chúng cảnh ngộ như gia đình anh chị đấy. Chú Thành ơi, sao con bắt hết bọn người lừa lọc, giả nghĩa giả nhân mà cứ bóc dân lành thế hả chú? Kiềm hay, việc trước mắt của cháu bây giờ là cháu phải học tập thật giỏi, để sau này cháu giúp đỡ cho bố mẹ. Còn bọn người đó đã có pháp luật trừng trị đó cháu ạ. Dạ vâng ạ, thế hả chú? Vâng, thưa anh chị, theo điều 275 của Bộ Luật Hình sự năm 1999, sửa đổi năm 2009, thì người nào tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hay ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc vào điều 91 của bộ luật này thì sẽ bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm đấy anh chị ạ. À, thật thế không hả chú? Còn nữa, phạm tội nhiều lần gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tù từ 7 năm đến 12 năm đấy ạ. À, trời ơi, đây mình đã sáng mắt ra chưa? Mình, thưa anh chị, phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm đấy ạ. Trời, thế mà tôi không biết. Mình đã thấy chưa, may mà còn kịp về với bố con tôi. Bố, chú Thành. Mai, một lần vấp là một lần biệt dài. Sang bên đó thì tôi mới hiểu, đừng bao giờ nghe lời xứ bảy của bọn bất nhân mà kiếm tiền trên nỗi đau của người khác. Ở cuối con đường kia không có chỗ dung thân. Chú Thành ơi, kìa chị, tôi đã làm khổ chồng khổ con, nợ chồng chất nợ rồi chú ạ. Thôi, chị cũng đừng tự dằn vặt mình nữa. Không chỉ riêng gia đình anh chị đâu, mà trong những năm gần đây, ở trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã có hàng chục gia đình có cùng cảnh ngộ rồi đấy ạ.
Vấn đề là tất cả chúng ta bây giờ phải đề cao cảnh giác để không mắc lừa bọn lừa đảo anh chị ạ. Vâng. Chị Hồng ơi. Dạ. Ok. Ôi, chào bà. Chào bà con ạ. Chị Hồng rồi bà cả. Chào chú Thanh ạ. Chào bà con. Chú khỏe chưa? Tôi về thật rồi đây. Cảm ơn chú Thành. Kiếm má. Dạ, cảm ơn bà con. Thành. Có gì đâu hả cháu? Đã quan tâm giúp đỡ gia đình chồng con tôi. Qua cơn hoạn nạn thì mới hiểu được lòng nhau. Thưa bà con, thưa toàn thể mọi người, qua câu chuyện của gia đình tôi mong bà con cùng toàn thể mọi người đừng bao giờ nghe lời suối bẩy của bọn lừa đảo mà vượt biên trái phép.